Kính chào anh chị em. Hôm nay chúng ta bước vào ngày thứ ba trong tuần thứ 8 mùa thường niên. Và xin mời anh chị em chúng ta nghe lời Chúa, nghe tin mừng theo Thánh Marco. Khi ấy ông Phêrô lên tiếng thưa Đức Giêsu rằng: "Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy." Đức Giêsu đáp: "Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu." Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, bài tin mừng hôm nay cũng tiếp nối với tin mừng của ngày hôm qua, khi một người giàu có đến hỏi Chúa Giêsu về sự sống đời đời. Và Chúa Giêsu đòi người ấy phải từ bỏ. Hôm nay thì Thánh Phêrô nói với Đức Giêsu rằng: "Chúng con từ bỏ đấy thì con được cái gì?" Có lẽ chúng ta đến với Chúa thì không phải là việc mà chúng ta trao đổi, không phải việc con bỏ cái này thì con được cái gì. Có lẽ đặt câu hỏi đó, đôi khi chúng ta thấy là chúng ta có tính đổi trác, có tính gọi là thương lượng với Chúa. Cái điều mà chúng ta biết được rằng khi mà chúng ta đi theo Chúa, chúng ta đã được rồi. Cái được là chúng ta thấy đời mình có ý nghĩa. Đây là một cái điểm vô cùng quan trọng. Nếu không có ai chỉ cho chúng ta một con đường phải đi, không có ai mời gọi chúng ta bước theo để chúng ta cảm thấy cuộc sống của chúng ta có đầy đủ ý nghĩa, thì chúng ta thấy mình vẫn hoang mang, vẫn ở trong một sự gọi là thấy nó không đạt được đến cái điều gọi là tốt lành thực sự, hay cảm thấy không hạnh phúc. Một người đi lạc làm, tôi nói thí dụ một người tù nhân, họ cũng cuốc đất, nhưng họ cuốc đất một cách đau khổ là bởi vì họ bị bắt buộc phải làm. Còn cũng một người nông dân mà họ cuốc đất, họ biết họ làm vì con cái, vì gia đình, thì họ cảm thấy làm rất dễ chịu. Cho nên ngày xưa khi tôi đi đạp xích lô, người ta hỏi là: "Vậy thì khi cha đạp xích lô, cha thấy lúc nào là cha đạp là mệt nhất?" Tôi nói: "Khi nào đạp mà mình không có khách ấy, là lúc mình mệt nhất, bởi vì mình không biết đạp để làm gì. Còn lúc có một người khách lên thì ít hay nhiều mình cũng cảm thấy mình yên tâm, và mình cảm thấy mình vui, dù vất vả hơn nhưng vui, vì biết mình sẽ có tiền, mình sẽ có cái nguồn lợi." Vậy thì chúng ta thấy là theo Chúa, cái mà chúng ta cảm thấy là chúng ta có một cái đích điểm trong cuộc đời của mình, mình biết đời mình có ý nghĩa. Cho nên cái niềm vui nó đến với chúng ta khi chúng ta biết đời mình có ý nghĩa. Khi theo Chúa cũng thế. Có Chúa trong đời thì những điều khác nó vẫn còn đó. Nhưng mà chúng ta biết chúng ta đang đi về đâu, và chúng ta biết chúng ta đang có ai cùng đi với chúng ta. Cho nên biết mình đi đâu là hạnh phúc. Vì vậy cho nên theo Chúa đầu tiên là chúng ta có cái hạnh phúc được biết mình đang đi đâu, và chúng ta biết có người dẫn dắt chúng ta. Đức Giêsu là Thầy của chúng ta, Ngài dẫn dắt chúng ta đi. Và Ngài đồng hành với chúng ta, Ngài không chỉ dẫn dắt mà còn nâng đỡ chúng ta và giúp cho chúng ta vượt qua tất cả những khó khăn. Rồi Ngài còn giúp đỡ chúng ta. Những lúc chúng ta cảm thấy không thể vượt qua được, bế tắc, thì chính Ngài cho chúng ta thấy có những giải pháp. Giải pháp của Ngài không phải giải pháp mà chúng ta tưởng chúng ta nghĩ ra, nhưng chính Chúa dẫn đưa chúng ta đến cách giải quyết những vấn đề và được hưởng cái niềm vui đi theo Chúa. Theo Chúa là niềm vui, không phải cái hoạt động này hoạt động kia. Nhưng mà chúng ta thấy là có Chúa là bình an. Cho nên có những người nghèo thấy thương họ, nhưng họ nói: "Trước đây chúng con không có Chúa, giờ chúng con có Chúa, chúng con vẫn nghèo nhưng chúng con vui." Vậy thì chúng ta biết rằng đi với Chúa chắc chắn có những đòi hỏi phải từ bỏ những cái phương tiện mà chúng ta cảm thấy cái đó nó gắn với chúng ta.
phương tiện như là tiện nghi chẳng hạn. Theo Chúa đôi lúc chúng ta phải từ bỏ những điều ấy. Thay vì ngồi nhà chơi, hưởng thụ, đi lễ, đi nhà thờ, nhưng đến với Chúa thì chúng ta được đổ đầy một cái niềm vui khác, khác với cái niềm vui sống ở trong cuộc sống trần gian. Và các môn đệ là những người trước tiên họ phải thấy rằng đi theo Chúa đời mình có ý nghĩa, đời mình có niềm vui, đời mình có sự phấn khởi. Nhưng mà không những thế, Chúa còn nói được hưởng gấp trăm những gì mà chúng ta từ bỏ. Và đây là kinh nghiệm của những người theo Chúa, đặc biệt là những người tu, thì thấy rằng nếu tôi không đi tu, có lẽ là tôi cũng chỉ là một người tầm thường. Khi tôi tiếp xúc với một số anh em, và nhất là những người họ chia sẻ bảo khi xưa con mà không đi tu thì con chỉ là tên chăn bò thôi. Bây giờ đi tu làm linh mục, con thấy mình hạnh phúc quá. Thấy được điều đó cho thấy rằng khi đến với Chúa, theo Chúa, chúng ta được rất nhiều mà chúng ta không biết. Và khi chúng ta biết rằng theo Chúa, chúng ta được gấp trăm. Có những cái mà tự mình làm không được đâu. Có những cái mà khi theo Chúa là chúng ta được gấp trăm. Ngay sự khôn ngoan của chúng ta cũng vậy. Theo Chúa, chúng ta được cầu nguyện với Chúa thì Chúa soi sáng để chúng ta khôn ngoan hơn. Được gấp trăm ở đời này. Gấp trăm về vật chất, gấp trăm về tinh thần, gấp trăm về hạnh phúc. Và chúng ta thấy ở trong này có một cái câu mà có lẽ chúng ta sẽ thấy hơi ngỡ ngàng, là cùng với sự ngược đãi. Xem chừng như là được, đang được tất cả những điều tốt này, bỗng nhiên lại bảo là cả sự ngược đãi. Thưa anh chị em, ngược đãi cũng là điều Chúa ban đấy. Tại sao lại gọi ngược đãi là điều Chúa ban? Bởi vì khi có ngược đãi, chúng ta mới không gắn với, không bám lấy những cái vật chất. Nhiều khi Chúa ban cho chúng ta vật chất, nhưng Chúa cũng ban cho chúng ta sự ngược đãi để chúng ta biết rằng những cái điều đó nó cho chúng ta thấy rằng Chúa có thể ban cho chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải biết từ bỏ nó. Nhưng ngược đãi giúp cho chúng ta ý thức rằng chúng ta coi chừng, cẩn thận để chúng ta bị sa vào tất cả những cái phương thế hay những hưởng thụ và được sự sống đời đời. Đấy là quà tặng vô cùng lớn lao mà hôm nay chúng ta thấy Chúa hứa ban cho tất cả những ai từ bỏ mọi sự mà theo Chúa. Từ bỏ càng nhiều bao nhiêu, chúng ta càng được nhiều bấy nhiêu. Và khi chúng ta từ bỏ tất cả mọi sự thì Chúa cho chúng ta chính sự sống đời đời, là sự sống của Thiên Chúa. Xin Chúa cho chúng ta ngày hôm nay, khi chúng ta cũng bắt chước Thánh Phêrô, đôi khi chúng ta hỏi Chúa xem chúng ta được gì. Thưa anh chị em, chúng ta được nhiều lắm. Hãy nhìn mà xem bao nhiêu điều đó là những điều tốt lành Chúa dành ban cho chúng ta. Amen.